Liệu có khi nào bạn thấy rất phân vân khi phải chọn nhiều loại sản phẩm chăm sóc cho da của nhiều hãng để đủ các bước skincare? Hoặc bạn có một làn da dễ kích ứng, đôi khi không biết sản phẩm sữa rửa mặt của thương hiệu này có hợp với nước hoa hồng của thương hiệu kia không? Vậy thì giải pháp tối ưu cho bạn là thử trải nghiệm combo bộ ba sản phẩm Simple chúng tôi sắp giới thiệu cho bạn. Đạt các tiêu chí đơn giản tự nhiên, cùng một thương hiệu và vì vậy công dụng hỗ trợ hấp thu dưỡng chất cũng hiệu quả hơn. Bộ ba sản phẩm Simple hiện nay vẫn đang thuộc top sản phẩm rất được các nàng ưa chuộng. Nếu chưa từng sử dụng qua bao giờ, thì bạn cũng hãy cùng khám phá tất tần tật về bộ ba sản phẩm Simple này với chúng tôi ngay sau đây nhé. Biết đâu sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho tình trạng da bạn hiện tại đấy. 1. Bộ ba sản phẩm Simple có nguồn gốc và đặc trưng gì để chúng ta tin dùng ngay cái nhìn đầu tiên nhỉ? Bộ ba sản phẩm Simple có nguồn gốc xuất xứ từ Vương quốc Anh, nổi tiếng với tiêu chuẩn chiết xuất tinh khiết, lành tính của các thành phần trong sản phẩm. Để ý một chút thì đúng ngay như cái tên của hãng, Simple chính là đơn giản, nhưng là sự đơn giản mà hiệu quả, phù hợp với nhiều loại da. Đặc biệt các nàng có da đặc biệt như quá khô, quá nhiều dầu hay nhạy cảm, dễ kích ứng và luôn phải lăn tăn để chọn lựa mỹ phẩm skincare. Bên cạnh đó, không chỉ bộ ba sản phẩm Simple mà tất cả các dòng sản phẩm của thương hiệu này cũng rất được lòng người dùng, bởi hãng rất ưu tiên sự an toàn, thân thiện với môi trường. Thậm chí, thương hiệu chăm sóc da hàng đầu của anh này còn được nhận giấy chứng nhận bởi PETA, không chỉ an toàn với người dùng, mà còn cả động vật, thiên nhiên. Điển hình, chai đựng của hãng được làm 100% từ nhựa tái chế, làm bật lên thông điệp của hãng tử tế, sạch, dịu nhẹ. Giờ thì cùng khám phá công dụng ưu việt của bộ ba sản phẩm Simple gồm Toner, Cleansing, Facial Wash ngay sau đây thôi nào. 2. Công dụng ưu việt của từng sản phẩm trong bộ ba Simple này. Đầu tiên là nước tẩy trang Simple, Cleansing Water. Có rất nhiều bạn ngại hoặc lười sử dụng nước tẩy trang hay nghĩ rằng không trang điểm thì không cần dùng vì dùng nhiều sợ bị mòn, khô da. Thế nhưng, chỉ cần chọn đúng sản phẩm phù hợp thì bạn nên tẩy trang thường xuyên. Như nước tẩy trang thuộc bộ ba sản phẩm Simple là một trong những giải pháp, không chỉ làm sạch mỗi lớp trang điểm, mà bụi bẩn bám sâu vào da cũng được làm sạch hiệu quả. Đây là tiêu chí rất quan trọng, vì nếu nước tẩy trang không làm sạch đủ, nửa vời, các bột phấn, mỹ phẩm chưa loại bỏ mà chúng ta tiếp tục sử dụng sữa rửa mặt thì sẽ phản tác dụng, khiến các chất bẩn vào lại lỗ chân lông. Sản phẩm được tăng cường tới 90% công dụng cấp độ ẩm cho da. Đặc biệt, dù tẩy trang sạch hiệu quả nhưng sản phẩm nước tẩy trang thuộc bộ ba sản phẩm Simple hoàn toàn không chứa hóa chất tẩy mạnh, phẩm màu hay hương liệu gây kích ứng. Dù trong suốt, không phải mùi quá thơm nhưng hiệu quả lại rất tốt. Tiếp theo là sữa rửa mặt Simple. Điểm rất được lòng khách hàng ở dòng sản phẩm này là có nhiều loại riêng chuyên biệt cho từng trạng da khác nhau, gồm có cho da khô, da dầu và da nhạy cảm. Vì vậy mà bạn cũng có thể yên tâm hơn khi sử dụng, hạn chế kích ứng mà tối ưu công dụng, kết cấu rất dịu nhẹ. Thành phần nổi bật với sự kết hợp của vitamin B5 và vitamin E, cũng giống như các dòng sản phẩm khác của hãng, hóa chất tẩy, màu hương liệu đều không được đưa vào. Khi sử dụng rất dễ chịu, thời gian rửa mặt cũng có thể khiến bạn thoải mái nhất có thể bước sử dụng sữa rửa mặt trong bộ ba sản phẩm Simple này. Cuối cùng là nước hoa hồng, nếu bạn ngại dùng thêm mức này vì giá thành các loại toner thường đắt, hoặc khi sử dụng thì cảm thấy rát, đây là phản ảnh của nhiều người khi dùng bước toner. Thế nhưng, bạn hãy thử trải nghiệm toner trong bộ ba sản phẩm của Simple, theo tuần tự các bước tẩy trang, rửa mặt, thoa toner. Với ưu việt đã đề cập rất nhiều ở phần trên chính là không gây kích ứng do hoàn toàn không có cồn, paraben mà hiệu quả cân bằng độ pH cho da vẫn rất hiệu quả. Giá thành đi kèm dù mua riêng hay mua combo bộ ba sản phẩm đều hợp lý, bình dân mà độ an toàn, đáng tin cậy cao. Mong rằng một số chia sẻ về bộ ba sản phẩm Simple trên đây sẽ giúp các nàng có thêm lựa chọn tốt cho làn da của mình. Vừa đẹp, vừa an toàn mới là điều chúng ta mong chờ khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da đúng không nào?